Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Quan Thần Linh, số nhà 45, ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, là ngày 28 tháng 10 năm 2020. Con xin phép Quan Thần Linh Thổ Địa cho con được bốc thêm hai bát hương thờ cúng gia tiên nội ngoại, bà cô ông Mãnh họ chồng, Nguyễn Văn Nam tại gia. Con xin quan phù hộ độ trì cho đại gia đình con được mạnh khỏe, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. 9 tháng đông, 3 tháng hè, vô tai, vô ách, vô bệnh, vô hạn, cho gia chung chúng con lộc làm, lộc ăn, lộc gần mang đến, lộc xa mang lại, buôn bán làm ăn gặp nhiều may mắn. Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được như tâm sở nguyện, như ý sở cầu. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Quan Thần Linh, số nhà 45, ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, là ngày 28 tháng 10 năm 2020. Con xin phép Quan Thần Linh Thổ Địa cho con được bốc thêm hai bát hương thờ cúng gia tiên nội ngoại, bà cô ông Mãnh họ chồng, Nguyễn Văn Nam tại gia. Con xin quan phù hộ độ trì cho đại gia đình con được mạnh khỏe, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc bình an. 9 tháng đông, 3 tháng hè, vô tai, vô ách, vô bệnh, vô hạn, cho gia chung chúng con lộc làm, lộc ăn, lộc gần mang đến, lộc xa mang lại, buôn bán làm ăn gặp nhiều may mắn. Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được như tâm sở nguyện, như ý sở cầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.